Cửa hàng động cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3, Vào Lên Xe Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 01 9191, 0974 64973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con máy Homalic đó, thằng máy của nội địa của Trung Quốc, đẹp 99% luôn, đẹp xuất sắc luôn. Hàng này thì nó xuất sang bên Nhật nha anh em. Đấy, Homalic. Đấy, thằng máy nội địa về và đẹp 99%, xuất sắc lắm, Homalic. Nó lâu mới có con hàng nhé. Làm để hơi gắn so với cái máy này đấy. Tiếng nổ ra mọi người thật sự rất là ngon. Hàng nó xuất sang Nhật thì mọi người biết nó phải chất lượng như thế nào, nó phải cạnh tranh được với hàng của Trung của Nhật thì đó mới có chỗ đứng. Nó đơn giản như một cái hàng của Trung Quốc, hàng Việt Nam thì có lắm nhưng hàng Trung Quốc nó vẫn xâm nhập được, tại vì giá nó tốt, chất lượng ổn định và giá thành nó rẻ đấy. Đây là người Việt Nam mình vẫn ưa sử dụng thì hàng này nó cũng vậy thôi, nó xuất sang hẳn Nhật luôn. Đây là chất lượng nó phải có, là anh em phải lo lắm suy nghĩ gì về cái vấn đề mà chất lượng ha. Con này xi lanh nó tầm khoảng 37 mm. Đó, công suất nó lên tới 35cc. Con này là giống như con hàng bãi nội địa của Ryobi Nhật ấy, là hàng Ryobi 3500 ấy, thì đó là con này nó giống như vậy luôn. Bơm xăng phụ đầy đủ, e gió tự động, mọi thứ rất là ok. Riêng tiếc cho phiên bản này là nó không có trợ lực thôi, chứ đó có trợ lực thì đúng chuẩn, đúng chất luôn. Mẫu mã điện thôi gì tiếng gớm thật. Nhưng mà không sao, tại vì tiếng nổ mọi người biết đấy, rất là chất, phải nhẹ đấy, nổ lắm, bơm xăng vài cái dạch rất nhẹ nổ. Đây này, mọi người đặt thật tay vô kia, tách cho nó nổ. Đây là cái hộp giờ nó làm cái miếng chôm này cực kỳ bền ha. Buzi hả? Ok, em vừa bắt đầu cho khách. Quý khách hàng có nhu cầu sở hữu con máy Homalic này thì liên hệ trực tiếp với thắng bên cây xích qua hai đầu số 0337 01 9191, 0974 64973. Bên em ship hàng toàn quốc, anh em mua hàng đặt cọc trước thẻ cào Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000, bên em miễn phí ship cho anh em nha. Giá sản phẩm là 2,4 triệu đồng cho phiên bản như thế này. Anh em muốn có nhu cầu đổ làm xích dài hơn thì em sẽ đổ cho bên anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video rất là nhiều. Xin chào anh em.